Xin chào, hướng dẫn thi Yamo 32 bước 2 tường, 32 bước chia 4 đoạn, mỗi đoạn 8 bước. Sau đây chúng ta sẽ đi 4 đoạn. Đoạn 1, mũi chân phải chúng ta đặt lên phía trước, đồng thời hông chúng ta đi theo. 1, giữ nguyên tư thế và chỉ chuyển hông. Và 2, chân phải đi tiếp. 3 và 4, tương tự như vậy với chân trái. 5 và 6, 7 và 8. Vặn 2, xoay sang trái 3, 180 độ. 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, bước chéo, xoay sang phải và 8 là trở về. Đoạn 3, chúng ta đi cha 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 chéo, chân chéo chứ phải đi hai chân bằng. 3 và 2, xoay sang phải 180 độ. 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đoạn 4, 4 và 2 và 3 và 4, 5, 6, 7, 8, chúng ta xoay 3 đường. Dùng chân phải làm trụ, chân mũi chân trái đẩy lên. 5, 6, 7, chân phải chân trái về vị trí cũ là 8. Sau đây chúng ta sẽ đi hai tường kết vào với tay. Tường 1, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4 và 2 và 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tường 2, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4 và 2 và 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta đi tiếp cho đến khi hết nhạc. Sau đây chúng ta sẽ đi điệp khúc 4 bước. 1 và 2, 3 và 4. Mình đi lại điệp khúc 4 bước. 1 và 2, 3 và 4. Và tương tự như vậy thì điệp khúc 8 bước thì gấp đôi điệp khúc 4 bước. 5 và 6, 7 và 8. Chúng ta đi lại điệp khúc 4 bước. 1 và 2, 3 và 4. Chúng ta đi điệp khúc 8 bước. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Thế thì làm thế nào để nhớ được khi tường thứ 2, tường thứ 4, tường thứ 6, tường 8 và điệp khúc thì như nào? Mình có một cái mẹo là khi mặt chúng ta quay về phía camera thì đó chính là lúc chúng ta đi điệp khúc. Nhưng trừ mặt đầu tiên. Mặt đầu tiên chúng ta bắt đầu nhảy thì là trừ đi. Còn từ đó trở về sau là hễ cứ quay mặt về phía camera là chúng ta đi điệp khúc.
Mình đi ví dụ một điệp khúc đầu tiên nhé. Bây giờ mà mình đang hướng về phía camera, mình đi tường từ từ tường thứ nhất, tường thứ nhất trừ đi nhé, không có điệp khúc. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4 và 2 và 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ hai không tính nữa vì mềm mặt mình không hướng được camera. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4 và 2 và 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đây chính là lúc mình đi điệp khúc thứ nhất 8 bước. Đấy, cứ khi mặt mình hướng về phía camera thì đó chính là lúc mình đi điệp khúc. Nhưng chỉ có điều chúng ta nhớ là đầu tiên là điệp khúc 8 bước, sau đó đến từ thứ tư là 4 bước, sau lại đến 8 bước, đến 4 bước. 1 và 2 và 3, à nhầm, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, không, chúng ta lại đi tiếp. Các bạn nhớ nhé, khi chúng ta cứ quay mặt về một hướng camera hoặc là hướng nào tùy các bạn. Có nghĩa là khi chúng ta quay định cứ mặt hướng về phía này thì là cái khúc trừ mặt đầu tiên, trừ một mặt đầu tiên các bạn nhé. Chúng ta phải có cái mẹo như thế thì chúng ta trong quá trình chúng ta nhảy chúng ta không cần phải nhớ nhiều, và mà chúng ta hãy tập trung tinh thần vào cái điệu nhạc thì nó rất là yêu. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ tập bài này, mình rất thích bài này sôi động, mạnh mẽ, khỏe khoắn, vui tươi, trẻ trung. Chúc các bạn tập tốt nhé. Xin chào.